Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì cái video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn một cái con máy ship bu lông dùng pin của hãng The World ha. Với cái mã sản phẩm của bộ sản phẩm này là đây, có mèo sau cùng máy ha, DCX899V2 của The World. Thì đây là bộ phận hộp ha, đó rất là chắc chắn và rất là đẹp, với hai bộ phận tay cầm đây để giúp chúng ta dễ dàng cầm nắm và sử dụng hơn. Rồi cái hộp này đặc biệt khác là nó sẽ nối được những cái hộp dụng cụ khác của The World ha, đó nên rất là dễ dàng cho vận chuyển. Rồi thì bây giờ mình sẽ không biết cái thời gian của bạn, mình sẽ phối hợp từ bên trong cái con máy ship bu lông này với ship được bạn tối đa bao nhiêu và nó bao gồm những gì ha, sử dụng pin bao nhiêu. Đây rồi, tiếp tục. Đầu tiên cái thông báo hướng dẫn sử dụng phiếu bảo hành của The World ha. Đó. Rồi bộ sản phẩm này đi kèm là bao gồm là hai pin và một sạc ha. Đây bộ sạc siêu nhanh của The World với mã sản phẩm DCB115 ha, sạc pin từ 8-20V, sạc trong vòng 40 phút sử dụng điện 220 ha. Rồi tiếp tục pin 220V 5.0A, đó 5. Rồi pin này rất là xịn ha, với mã sản phẩm của pin này là DCB184 ha các bạn ha. Đó, sạc siêu nhanh của The World luôn. Rồi tiếp tục đây của pin thứ hai ha, đó rất là chất lượng. Hai pin này khá là nặng và rất là trâu, sử dụng nếu mà hai sử dụng hai cục thì sử dụng liên tục á, thì trong khoảng một ngày hơn một ngày ha, một ngày rưỡi mới hết được hai cục đó các bạn ạ. Rồi tiếp tục nhân vật chính của chúng ta, đây mình sẽ đóng cái hộp này. Rồi đây nhân vật chính của chúng ta các bạn ha, rất là nhỏ gọn ha, chiếc được bu lông 20 và 20 tối đa với đầu 1/2 ha, chuyên để dùng bắt bu lông ô tô garage ha. Đó thì mã này thì con này sẽ dùng mã là DCX899 ha, thang máy. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ về phần vỏ ha. Chất liệu thì bằng nhựa cao cấp của The World và ốp cao su toàn bộ tay cầm để chống va đập và cầm nắm dễ dàng sử dụng hơn. Rồi công tắc bóp với chế độ vô cấp ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin cho các bạn để thử các bạn xem. Thì con này thì nó lực sức tối đa của nó là 950 N ha các bạn ha, nặng khoảng 2,6 kg đó, và tốc độ đập của nó lên tới là 2400 vòng trên phút, với tốc độ phân tải là 400 vòng trên phút, 1900 vòng trên phút, gần 1200 vòng trên phút ha. Đó là ba cái mức, đó là ba cái mức có điều chỉnh ba chế độ ha. Rồi điều chỉnh ba chế độ thì nằm ở phía dưới này ha các bạn ha, điều chỉnh lực ship đó, thì tùy theo cũng sức cứng hay sức mềm đó. Rồi bây giờ mình bật chế độ 1 thôi các bạn ha, với đèn led rất là sáng, siêu sáng luôn của The World, là để giúp ta làm việc trong những nơi thiếu ánh sáng ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật chạy thử các bạn xem. Đây 2009 đó, con này thì The World thương hiệu của Mỹ rồi đó, và nhưng mà mã này thì sản xuất ở Trung Quốc ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật chế độ đầu tiên đây đó, rất là nhẹ ha, rất là nhẹ. Rồi chế độ thứ hai đó, mạnh lên hẳn lên các bạn ha. Rồi chế độ ba rất là mạnh luôn nha các bạn ha, đó 950 N thì con số nó không khá là không phải là nhỏ đâu nha các bạn ha, rất là mạnh đấy. Hôm nay mà bắt bu lông xe máy nè, bắt bu lông ô tô rồi mở ốc vít đều được ha, đó chuyên dụng. Dòng này thì xài rất là tốt, thương hiệu thì được in nhập nổi luôn, rất là đẹp so với những cái dòng ngoài khác. Thì The World cũng có thương hiệu rất là chuyên dụng và xài rất là chất lượng ha. Rồi
Thì nếu các bạn có thắc mắc về cái dòng bắp bu lông 1/2 inch lắp được ốc 20kg với cái niêm cơm đạt tới 950 niêm cơm và có 3 chữ cấp độ ha, ở dưới đây và những độ đèn led đầy đủ ha các bạn ha. Nặng thì 2.6 bảo hành lên tới 3 năm ha các bạn sử dụng. Rồi nếu các bạn đã thắc mắc thì muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm này, vậy liên hệ với số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay, để lại một like, subscribe để có động lực review những sản phẩm như ngày khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.